Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nhé Thì sau khi hoàn thiện xong cái ngữ pháp của 6 cái quyển hán ngữ Thì hôm nay mình sẽ sang một cái ngữ pháp về giáo trình mới là giáo trình Boya bạn nhé Đây thì uh, uh, chúng ta đọc là Boya đấy Thì uh, đây là cái phiên bản sơ cấp 1 Sơ cấp 1 tập 1 đây này bạn um, Thì giờ cái trong video này mình sẽ dẫn các bạn từ bài 1 cho đến bài 3 nhé Về ngữ pháp thôi các bạn nhé mình thì xem xem là liệu có, các bạn có quan tâm thì mình sẽ làm thêm sau giờ thì xin mời các bạn chúng ta bắt đầu nào ngữ pháp đầu tiên là câu chữ sử. thì ví dụ như là ni sử lào sư mo từ lào sư có nghĩa là giáo viên để chúng ta dịch thôi nỉ là bạn sư là là giáo viên mo phải không bạn là giáo viên phải không thì cách sử dụng thứ nhất đấy là hình thức khẳng định nhá là chủ ngữ ví dụ đây là chủ ngữ này nỉ là chủ ngữ này à, là có cố định này thì n ở đây là danh từ bạn nhé thì đây là là she đấy. Thì đây là hình thức câu hỏi còn đây là hình thức khẳng định khẳng định bao gồm chủ ngữ cộng từ she cộng danh từ chúng ta xét ví dụ số 1 ở dưới đây nhé à, ví dụ này của đây của đây là chủ ngữ này tôi nhá của là tôi she từ she này có nghĩa là là cố định này lào sư đấy lào sư đây là danh từ nhé có nghĩa là giáo viên vậy của sư lão sư tôi là giáo viên hay là ví dụ thứ hai tha tha này là cô ấy tha này tha nữ bạn nhé chúng ta có hai có ba từ tha đấy đây là tha nữ này các bạn cứ học dần dần thì bạn sẽ biết thôi sư là là này xuế sỏng xuế sỏng là danh từ nhé có nghĩa là học sinh. Vậy tha shi xế sọ. Cô ấy là học sinh. Tiếp theo là hình thức phủ định. Chủ ngữ cộng từ bú. Cái từ này á chúng ta đọc là bú. Nhưng nó đi với từ shi đằng sau này. Thì nó đọc là bú. Nói chung bạn học thuộc lòng luôn. Bú shi có nghĩa là không phải là. Vậy cấu trúc chủ ngữ cộng bú cộng shi cộng với danh từ giả dụ đây của là chủ ngữ tôi này phú sử, cố định không phải là liếu xế sân đây là danh từ nhá liếu xế sân dịch là lưu học sinh đấy của phú sử, liếu xế tôi không phải là lưu học sinh hay câu số 4 này chúng ta sẽ có một chủ ngữ là tên riêng này đọc là lì chuyên lý Trinh có nghĩa là lý quân chúng ta sẽ lấy tên riêng kiểu này bằng cái uh, uh, âm hán việt bạn nhé lý Trinh là lý quân bố không phải là lão sư lão sư là giáo viên như vậy là lý quân không phải là giáo viên tiếp theo thì là hình thức nghi vấn câu hỏi đấy thì chúng ta sẽ thêm từ này từ này chúng ta đọc là từ ma từ ma này á, có nghĩa là phải không? Thì chúng ta vẫn cấu trúc giống khẳng định nhé. Chủ ngữ cộng sư, cộng với cả danh từ và cộng chữ ma. Tất nhiên là phải thêm dấu hỏi chấm để là hình thức nghi vấn rồi. Thì ví dụ này, nỉ là bạn này, sư là cố định này, lào sư là giáo viên. Đấy, nỉ sư là sư, bạn là giáo viên. Mà, phải không? Nỉ sư là sư mà, bạn là giáo viên phải không? Hai câu số 6 này. Ta -we. Từ Ta -we này á, là từ David nhé. Tên tiếng Anh người ta chuyển sang như này bạn. Anh ở tiếng Mỹ ấy. Ta Shi Sh là này. Liếu xế sân. Liếu sân là lưu học sinh. Mà là phải không? Như vậy là Ta Wei Shi. Liếu xế mà. Đấy, David là lưu học sinh, phải không? tiếp theo là câu nghi vấn dùng từ ma là từ phải không đấy bạn thì đây nì suy là suy ma bạn là giáo viên phải không giống như vừa nãy mình nói thì từ ma này được đặt ở cuối câu trần thuật à, cuối câu trần thuật để tạo thành câu nghi vấn thí dụ như thế này à, số một nhé ní, ní khó có nghĩa là à, chào bạn kiểu ní là bạn hảo là khỏe là là khỏe đấy là tốt đấy thế còn ví dụ này ní hảo ma? ní hảo ma? bạn có khỏe không đấy rất dễ thôi và chúng ta thêm dấu hỏi chấm vào cuối câu hay câu số 2 này tạo way david đấy Sử là liếu xế sông lưu học sinh Đấy, bây giờ mình muốn nói là David là lưu học sinh phải không? Thì đơn giản chúng ta thêm từ mạo ở đằng sau đây. Đây, ta về sử liếu xế sông Đấy, David là lưu học sinh phải không? Câu số 3. Ta bố là cô ấy này. Bố sử không phải là lão sư giáo viên câu phủ định nhá câu phủ định chuyển sang nghi vấn cũng dễ thôi chúng ta thêm từ ma y như câu khẳng định vừa nãy nhé tha cô ấy bố sử không phải là lão sư giáo viên mà phải không cô ấy không phải là giáo viên phải không tha bố sử lão sư mà tiếp theo số 4 này là từ tha từ tha này với tha trên nó khác nhau bạn nhé đọc thì giống nhau thôi nhưng tha trên là cô ấy chỉ con gái đàn bà con gái phụ nữ còn ở tha ở dưới đây á thì là chỉ đàn ông con trai nhé ví dụ dịch là anh ấy ở đây này tha tha chảo, từ treo này là gọi là Lý chuyên là lý quân mình vừa nói xong tên riêng nhé tha chèo Lý chuyên anh ấy gọi là lý quân Bây giờ bạn muốn đặt câu hỏi anh ấy là Lý Quân phải không? Anh ấy gọi là Lý Quân phải không? Thì chúng ta chỉ việc đặt chữ ma ở cuối câu và thành Tiếp theo là ngữ pháp bài số 2. đấn Bạn là người nước nào? Đầu tiên là hậu tố mân. Từ này chúng ta sẽ đọc là mân. Thực ra thì không phải đọc là mân mà bạn có thể đọc là mận cũng được bởi vì trong quá trình đọc nó sẽ nhanh. Ở Đây người ta gọi là um, gọi là thanh nhẹ trong tiếng Trung nó không có dấu gì cả thì bạn sẽ đọc như dấu nặng vậy à, từ mân này đọc làm mận cũng được Ủa mân nỉ mân ví dụ như vậy thì bạn đọc làm mân nhá nhưng mà đọc nhẹ nhàng hoặc có người đọc làm mận đấy à, ví dụ thế này thúng xuế thúng xuế là bạn học nhá thúng xuế vậy thúng xuế mân có nghĩa là những bạn học các bạn học giống kiểu bạn thêm số nhiều vào cái từ mân này khó là chào đấy, đấy thúng xuế mân khó là kiểu giáo viên hay chào các bạn là xin chào tất cả các em đấy. Từ mân này là biểu thị số nhiều này, chỉ dùng sau đại từ hoặc là danh từ chỉ người thôi. À, ví dụ chúng ta có từ này là từ nỉ là bạn này, thì chúng ta sẽ tạo thành từ nỉ mân là các bạn. Nhá. Nỉ một mình là bạn, còn nỉ mân là các bạn. Ủa, ủa là tôi, vậy ủa mân là chúng tôi, chúng ta. Tha nữ này, tha là cô ấy, tha mình là các cô ấy hay là bọn họ đấy tức là chỉ toàn con gái nhé còn đây từ tha nam tha men, đây là chỉ uh, có thể tha trường hợp uh, bình thường từ tha đứng một mình gọi là anh ấy còn tha là họ hoặc là các anh ấy tức là toàn con trai và cũng có trường hợp là nếu như có cả con trai và con gái thì mình cũng dùng từ tha mình này nhé tiếp theo số 1 nào nỉ nỉ họ là chào bạn còn nỉ mất họ ni mân họ là chào các bạn số 2 tha tha là anh ấy tha mình là bọn họ nhé toàn trai hoặc là còn cả trai cả gái đấy tha mình sư là mày của rắn mày của rấn có nghĩa là người 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 mỹ nhé tức là bọn họ là người mỹ tha mình sư mày của rấn câu số 3 ủa là tôi 我们 là chúng tôi. sử là liếu xế sân, lưu học sinh. Của mình liếu xế sân, chúng tôi là lưu học sinh. Trường hợp thứ hai là từ mân này là danh từ. À, chúng ta sẽ lấy danh từ cộng từ mân. À, sau đây các bạn. Ví dụ chúng ta có từ thúng xuế. Thúng xuế là các bạn học nhé. À, thúng thùng là người học của mình á. Học của mình hoặc là cùng trường, cùng lớp cũng được nói chung là bình thường thì bạn gọi thấy một học sinh bạn gọi là từ thúng xuế cũng được à, thúng xuế men là các bạn còn lão sư là giáo viên thế lão sư men có nghĩa là các giáo viên đấy, đây là cách hình thức thêm số nhiều bạn nhé ví dụ này lão sư là giáo viên này có thể là thầy giáo là cô giáo cũng được bạn nhé bình thường thì nó chỉ có nghĩa là giáo viên thôi lão sư họ tức là em chào thầy hoặc là em chào cô đấy còn lão sư men họ Ê, ví dụ bạn nhìn vào phòng bạn thấy rất là nhiều hoặc là từ hai giáo viên trở lên nhé hoặc là rất là nhiều giáo viên thì bạn không thể chỉ chào một người nào đó được thì bạn phải chào đông người. Thế thì chúng ta sẽ thêm từ mân vào đằng sau từ lão sư tạo thành cái cụm là Lão sư mà họ. Câu số 5 này cũng thế thôi. Ví dụ như bọn mình vào lớp á, đi lên trên lớp á, thì không thể nào chào một bạn nào đó được, không thể nói là thúng xuế họ được. thì mình sẽ hỏi là thúng xuế mân các bạn ấy, thúng xuế mân họ mà có nghĩa là gì? các em có khỏe không? Hỏi học sinh nhé. Tiếp theo nào, số 2 chúng ta sẽ học từ này là từ dễ. Đọc là dễ, có nghĩa là cũng nhé. Và ví dụ đây là của dễ hẳn cao xỉu. Của là tôi, dễ là cũng, hẳn là rất cao sinh có nghĩa là vui mừng nhé. dễ hẳn cao xỉu, có nghĩa là tôi cũng rất là vui. Thì từ dễ này là biểu thị cùng loại nhé. Ví dụ này. Nì là bạn. Sì là xế Học sinh. Nì sì xế sẵn. Bạn là học sinh. Tiếp theo này. Ủa. Từ ủa đọc là ủa. Vì biến điệu thanh ba nhé. Ủa dễ shì Tôi cũng là. Dễ là cũng này. Xế Học sinh. Tôi cũng là học sinh. Số 2 này. Nỉ mẫn các bạn này. Bú sư không phải là lão sư là giáo viên. Các bạn không phải là giáo viên. Ủa mẫn chúng tôi. dễ cũng bú sư không phải là lão sư giáo viên. Và chúng tôi cũng không phải là giáo viên. Tiếp theo. À, câu số 2 này. và câu câu số 3 nào. Câu số 3 của chúng ta có từ Lý chuyên. Từ Lý chuyên có nghĩa là lý quân nhá Lý chuyên sử trung của đấn. Tức là lý quân là gì? Trung Quốc là Trung Quốc nhé. Lý quân là người Trung Quốc, trung của đấn. Liếu miếng. Liếu miếng là lưu minh. Tên riêng bạn nhé. Liếu miếng. À, Liếu Liễu miếng. Dễ sử cũng là trung của đấn. Là người Trung Quốc. Tiếp theo chúng ta sẽ học trợ từ nơ. trợ từ nơ. Từ này đọc là nơ. Ok. um năm 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 là năm tỏ. năm là người Canada năm 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 nó năm năm tôi là người Canada năm năm tỏ rấn. Tôi là người còn bạn thì sao? Cái chữ nơ này á, uh, dùng ở cuối câu nghi vấn, biểu thị ngữ khí nghi vấn. Thí dụ như này, số 1 nhé. A này. Ủa là tôi. Sư là mày của đấn. Người Mỹ. Ủa à, sư mày của đấn. Tôi là người Mỹ. Nì nơ. Bạn thì sao? Tức là nì sư nỉ câu hỏi nỉ nơi này là câu hỏi vắn tắt bạn nhé tóm tóm lại thôi còn lại ví dụ đọc đầy đủ của nó phải là nỉ bạn sư là nả của đấn bạn là người nước nào đấy thay vì nói là nỉ sư nả của đấn rất là dài thì chúng ta chỉ đơn giản nói là nỉ đó là người ta sẽ hiểu bạn nhé à, và người ta sẽ trả lời là wǒ shì wǒ shì tôi là cha ja, nả tạo đấn người Canada Câu số 2 nào A nào Ní là bạn Chỏ gọi là này Lý chuyên Lý quân Tha Cô con gái nhé Tha là cô ấy này Nó Tha nè. Cô ấy thì sao Đây là chính là hỏi là gì nhỉ Tha chào Sấn mơ Mình dự Tha chào mơ Có nghĩa là cô ấy Tên là gì Và người ta sẽ nghe người ta hiểu á Người ta sẽ trả lời là Tha cô ấy gọi là Mary, lì mary nhé tiếp theo số 3 này câu 3 a nhé thì Li chuyên lý quân nhé bố không phải là lão sư giáo viên thế liễu minh nó lưu minh thì sao thì câu này nó sẽ đồng nghĩa với câu là gì liễu minh sư. lưu minh là lão sư giáo viên mà phải không? Liễu Minh sư lão sư mà. Lưu Minh là giáo viên phải không? Thì đơn giản chỉ nói là Liễu Minh đó. Nên rất là ngắn gọn bạn nhé. Thì nó rất là tiện trong quá trình giao tiếp. Câu B sẽ trả lời ngay, người ta nghe, người ta hiểu trả lời này. À, Liếu Minh miếng, lưu minh, dễ, cũng này, phú sử, cũng không phải là lão sư, giáo viên. Tiếp theo là ngữ pháp bài số 3 bạn nhé kia là ni tợ summa sách của bạn phải không thì hôm chúng ta sẽ học từ này từ này đọc là từ chữa à, từ chữa này có nghĩa là đây à, nó đây bạn từ này nhá từ chữa thì từ này biểu thị người hoặc là vật ở khoảng cách gần bạn chú ý à, tiếp theo từ này đọc là nở à, có người đọc là nay nhưng bạn cứ đọc là Na thôi nhá nó là biểu thị người và là vật ở khoảng cách xa tức là nó dựa vào cái khoảng cách của bạn của cái người nói ấy, với cái đồ vật hoặc là cái người được nhắc tới ấy, để chúng ta quyết định xem là dùng từ chưa hay là từ nọ nếu nói từ chưa thì là gần từ nọ thì là xa ví dụ số 1 trưa đây nhá từ chưa thì chính là đây này Chưa sử đây là uh, khoa nhủ Khan nhỉ là tiếng hán còn thưa bản có nghĩa là sách nhé. đây là sách tiếng hán đấy số 2 này chưa sử đây là lão sư tọa su giáo sư tọa su thì mình dịch su trước su là sách giáo sư sau là cái từ tọa này là của nhá vậy là sách của giáo viên dịch ngược lại chưa sử giáo sư tọa su đây là sách của giáo viên thì mình dịch ngược khi gặp cụm từ cái này người ta gọi là trợ từ kết cấu bạn nhé. mình có một số video nói về cái từ tợ này rồi đấy thì bạn có thể tìm kiếm nhé. Nếu không có tìm kiếm được thì bạn có thể hỏi mình ở phía dưới nhé. Mình sẽ chỉ cho bạn. Rồi số 3 nào. Nào kia nhé. Na sử kia là. Yên là âm nhạc. Giá <laughs> trị là, <âm nhạc. cười> là tạp chí. Yên <laughs> <là> tạp chí âm nhạc. Na sử yên nguyễn giá kia là tạp chí âm nhạc. <laughs> <chí> nhạc. <laughs> nhạc. Hay số 4 này. Na shi, kia là pong nhậu tợ sư điện phấn nhậu là bằng hữu tức là bạn bè còn từ sư điện là từ điển cái chúng ta sẽ dịch sư điện trước này từ tợ này là của này và từ phấn nhậu dịch sau như vậy là từ điển của bạn của người bạn mình á na sư nhậu de sư điện kia là từ điển của người bạn mình Thứ hai là câu nghi vấn đặc biệt. À, câu nghi vấn đặc biệt thì cái câu, các cái câu mà sử dụng từ nghi vấn để hỏi như là từ nào, là nào, sớm mơ là cái gì, từ sấy, thì sấy có nghĩa là ai, thì được gọi là câu nghi vấn đặc biệt. Trật tự từ ở trong câu nghi vấn à, đặc biệt như này á, thì nó giống như câu trần thuật, tức là giống như câu khẳng định hoặc câu phủ định thôi. À, ví dụ số 1A này. nỉ bạn sư là nả của rấn người nước nào. Bạn nên học thuộc lòng câu này nhé. Nì shì nà của rấn. Bạn là người nước nào? Trả lời. Ủa tôi shì là mày của rấn. Người nước Mỹ. Ủa shì mày của rấn. Tôi là người nước Mỹ. Tôi là người Mỹ đấy. Câu số 2A. Tha cô ấy. Shì là sấy ai? Từ này có thể đọc là xuấy cũng được, nhưng mà thì các bạn cứ đọc là sấy cho nó dễ nhé. Tròn cái miệng lại nhé. Ta shi sấy. Cô ấy là ai? Ta sử. Cô ấy là của tợ thúng u. Thúng u là bạn cùng phòng. Của là của tôi. Dịch ngược lại nhé. Ta u Cô ấy là bạn cùng phòng của tôi. Câu số 3. A này. Nó kia sử là shema cái gì? Na shi shema kia là cái gì? Và trả lời là Na kia sử là Kha nhủ là tiếng Hán này. Khưa bẩn là sách nhé. Thì e, khá nhủ khưa bẩn là sách tiếng Hán. Hay ví dụ số 4A này. Nhi bạn này. Chào gọi là sấn mơ Cái gì? Mình tự. Tên đấy Như vậy cả cái cụm này Nì cho sơn mơ Có nghĩa là bạn tên là gì? Cái này bạn cũng học thuộc lòng giống như kiểu là Nì suy nả của nhá Hai cụm này rất là uh, Gọi là rất là quen thuộc với chúng ta Rất là thông dụng Chúng ta dùng trong cái trường hợp mà mình muốn hỏi ai đó hoặc là lần đầu tiên gặp mặt đó Hay trả lời sẽ là Ủa chèo Ủa là tôi Chèo là gọi là Ta là David. vì bạn tên là gì thì bạn sẽ nói là ủa treo cộng với tên của bạn. Tiếp theo là định ngữ. Thế nào định ngữ? thì trong tiếng Hán á, định ngữ được đặt 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 trước trung tâm ngữ. À, khi mà biểu thị quan hệ phụ thuộc thì phải thêm từ tợ. Đấy. À, tợ trong này này bạn đây chữ tợ này. này. Đó. Thì giờ chúng ta xem nhé. Ví dụ thứ nhất này. Chưa ở đây, Sử là Khá nhủ tiếng Hán từ điển từ điển đây là từ điển tiếng Hán. chưa là từ điển ừ tiếng là từ điển Bố không phải là từ tiếng Hán là 2 điển tiếng là này Canada là người Canada tiếng Anh. Đây là từ điển là của là Người nước Mỹ. Câu số 3. Tha là cô ấy. Shì là. của Tợ. Thúng u. Thì từ thúng u này á. Là người bạn cùng phòng. Chúng ta sẽ dịch trước nhá. Vậy cô ấy là. Là gì? Là người bạn cùng phòng. Xong dịch đến chữ tợ này. Chữ tợ là của. Ủa này dịch sau này. Là của tôi. Ủa tợ thúng u là bạn cùng phòng của tôi. À, khi mà gặp chữ tợ này bạn phải chú ý dịch thế này nhé. Là sẽ dễ, dễ cho bạn học. Dễ là cũng, sư là là của tợ thúng xuế. Thúng xuế là người bạn học cùng á. Của yeah. tợ thúng xuế có nghĩa là người bạn cùng học với của tôi. Câu số 4 này. Tha chèo lì chuyên. Tha anh ấy chèo là gọi là Lý chuyên là lý quân nhé. Sư là này. Từ tao e, có nghĩa là David, tợ này, phấn nhậu. Cái từ phấn nhậu này là bạn nhé. Từ tao e này có nghĩa là David này. Dịch ngược lại là bạn của David. Thưa các bạn, vừa rồi là hết cái ngữ pháp uh, giáo trình hán ngữ bô gia là, là bùa giá đấy. Từ bài 1 đến bài 3 này nhé. Mình sẽ tiếp tục ra tiếp nếu như được các bạn ủng hộ nhé chúc các bạn học tốt cảm ơn các bạn nếu các bạn thấy video của mình hữu ích hãy đăng ký kênh và bật thông báo nhé chúng ta sẽ cùng học tiếng trung chúc các bạn học tốt nha hẹn gặp lại các bạn xin